Khi mà đào tường hết lên ấy, thì người ta thường thường là phải đào 2 3 ngày một lần, nhưng mình cũng đến tháng này mới đào lần. Đấy, muối này, muối còn nguyên này, đấy, ở dưới này nó thiếu nước, để bổ sung nước vào, bổ sung nước để tường nó ngấu. Một mặt là đổ nước vào thì cái muối mặn này, nước này nó uốn quanh này, kiến đấy nè, ở rừng này là kiến không bò vào ăn được. Đấy. Luôn luôn bổ sung nước vì mình phơi trên môi trường của môi trường. Tương này kiểu làm như kiểu tamari của Nhật Bản đấy các bạn. À, chứ không phải là ấy đâu. Đây là những khử độc kiểu mà trong các cái ấy, trong các gọi là than hoạt tính. Ừ. Nhưng mà khi ta được rồi thì đậy cái này lên trên, đậy này trên đấy, để cho tránh côn trùng nghiến nó vào lớn đấy. Có nghĩa có dây buộc này, đây họ lại không làm cái này, dây toàn buộc thằng ấy thôi, buộc ở dưới này người ta với cho cái kính. Có cái kính bé thì tốt, mà không có kính bé thì phải chấp nhận cái to này. Để vào đây thì nó khít hết này. Đấy, nó khít hết thì không có kiến, không có vào đây được. Đấy. Đấy, kiến mà mặt trời luôn luôn chiếu vào đây, gọi là kiến này, là chịu luôn. Đấy quý vị, vậy là đè lên đây tí. Đấy. Vậy nên là khi mặt trời nó vào rồi thì nó chiếu xuống đây, vi sinh vật trong này nó sẽ tạo nên vật nấm, nấm chủ yếu là nấm đấy, là chính đấy. Đậy kính này rất là tốt. Vậy hãy làm tường ăn. Tường này chỉ có mỗi muối, cái hạt tường không có gạo thì là meo, là mốc như thầy Tuệ Hải hay là như ở bên Nhật Bản hay bên cửa Việt tương bần đâu các bạn. Ừ, mà ta đã phải đậy kín chút, nó thế đấy. Để như vậy thì coi chúng ta được ăn 3 tháng trở nên là ăn rồi, càng lâu càng tốt, dăm 3 7 năm cũng được. Thầy Tuệ Hải dăm 3 7 năm mà sao đâu. Vậy nên mong mọi người cố gắng đừng thịt ăn cá nữa các bạn, đừng đừng có ăn nước mắm. Nước mắm ngoài không biết, bây giờ người ta nói ở tương hay xì dầu gì ở ở Củ Chi đấy, báo Thanh Niên nói năm kia đấy, họ lại mua xương động vật về đấy các bạn. À, họ làm vậy nên là thôi ta hãy làm tương đấy các bạn nha. À, hãy làm đi mô Phật.